Có đúng không? Một thác nát. Một chị thác nát. Xin chào các bạn. Ông cháu nhà ông Tuyền hôm nay tiếp tục đi ra ngoài mương huyện lớn này bắt cá về nấu riêu. Các bạn xem để ủng hộ ông cháu Trung Tuyền nhé. Mới một chị thác nát. Tuyền hôm nay bục rồi, nước cũng ụp ra rồi. Đấy, 7 màu. Mương chúa. Có cá giói. Giói này là mới chục con này thôi, không cần nhiều. Mới nấu riêu. À, nấu riêu thì quên đi. Mùa này nấu riêu cá giói. Để rắn gì á? Ui dồi, một rắn đen xì, một rắn lươn. Một rắn lươn nữa. Đấy, đấy nên. Con này hơi đẹp ấy. Hơi đẹp. Cái quả roi ông ơi. Ui, lại thắc nát. Mày to đấy. Ăn vừa cái quả thôi. Đấy, nằm đây không ạ? Có xô không? Là cá phi à? Phi, đúng rồi. Con gì đó, con gì? Trắng tinh, trắng tinh, trắng tinh. Thác nát. Nát à? Đâu rồi? Này còn đất.
con này mất rồi. Thôi con này bị con đất thôi. Ôi dồi ôi, một thạc nát một thạc. Ủa mất à? Tí cái lúc còn trong nước mưa. Đây 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 em ơi, đợi chạy nó đi, chạy lên nồi. Ui dồi, mất. Ô, mất cái gì? Vui bọc. Lưới á. Chạy. Nắng quá nhỉ. Mấy vô phi bắt về cho bì bì. Một cá rói. Ôi thôi ôi. Chỉ nó có cái gì để ăn. Béo nhỉ. Hai con cá rói được không mà nhỉ? Hai con rồi. Năm mấy năm con rồi là bắt dưu. Ôi lại có giói à? Ba con. Ba cả giói. Làm hai con nữa là được bao nhiêu? Hai con to to vào. Có con nào hàng cân thì nổi lên. Làm mỗi con một cân rồi thì làm bao nhiêu chứ nó mất. Con này là phi. Con này nữa con là bắt diêu. Con bắt diêu đang bị bịp. Trong này một con nữa. Thấy đấy. Bảy màu. Bảy cũng chết. Tôm thôi. Ăn cả bảy màu cả tôm luôn. Ôi cá chép. Con chép được à? Được hay cái cũng tôi lên thuyền. Mày muốn được hay là mày cái? Đúng là được thật rồi. Gái này chắc được rồi. Xì ke như mày không chịu ăn lời ăn thì xì ke. Chép về om dưa. Thôi à. Thế là được bắt diêu gì mà 4 con 5 con được bắt diêu gì mà. Nếu đủ 5 con là sao ấy? Mấy con đây con nữa này, 5 con này. Đây là mương rồi. Mương chúa. Ủa cá. Đố phi to thì mất. Bắt tặng 7 màu bé ăn. Con bé ăn bé.
cô mà. Chiu được rồi. Đâu không? Một con này phải mò rồi. Tao thấy con sộp to mà. Ở đây này. Mò được nên không ai được đất. Ướt rồi tao sợ gì. Càng mát. Sắp được đất rồi chỗ này mát. Ừ. Tao thấy rất miệng phát mà. Được đất thật. Ôi được đất rồi. Tôi thấy cái nhằn phát ra đây tôi. Bấm mà. Nó nao trong đây mà. Vậy nó dài người trong người. Nó miệng ra. Mà đây cũng có dưới này tinh đá thôi. Ui đây. Ui, cất được gì. Thấy chưa? Ui giời, cuối cùng thì nó cũng cái số nó chết thì nó phải chết thôi. Ui dồi to mày á. Được một cân dép đây. Thế mà cuối cùng nó vẫn cái số chết thì nó vẫn cứ chết. Ui, lại mát à. Ông đi mò ngao không? Ra, ngao còn sống kia các bạn này. Mò ngao thôi các bạn, ăn ngao nhá. Ấy, hai con một chỗ nhá. Ăn ngao thấy cá. Đấy, con này khổng lồ nhất đây. Chơi mò em có. To nhất trong hội. Vẫn sống. Ui, ngao con bé. Ui, nó phun cái gì đây? Cái bùi nó phun nước. Ôi ôi này cái này được ăn đấy. Này ô rất nhiều gao các bạn chưa này. Đấy, không xuống thôi xuống tắm lại ra đây ra gao thì ăn gao thôi các bạn ạ, không ăn cá đó, cá ăn nhiều rồi. Mong về nấu cà chua sốt sốt tỏi đi. Xong rồi các bạn tập ngăn xong rồi xào tỏi xào cái gì ngon nhá. Đừng ngao đất làm gì này. Đất thế nào. Đây rồi đấy, đây con à, con gì đây, con cân à, con là năm cân cái đá ái già già ái già già. Ôi cái gì đây. Chui cái đá. Thật là vãi trưởng ạ. Mày thua tao chưa. Tao mò được cá ở dưới trong một cái đá mà nó không lên. Nào thế đấy. Bỏ tay chưa. Có nhiều ngao. Nếu con nào to chưa không? Chưa thấy. Có cái nhìn. Ui gấu đất. Mấy chắc con... nó nằm ở vạ vạ chứ nó không nằm ở giữa ở ngoài sâu đâu. Đây mấy ngao con à. Đây. Nè. Con còn sống. Kiểm tra trước tí về mùa tận đất đi. Tinh nó cứ cấu đen xì luôn. Thôi cá đủ ăn thôi, giờ mò bữa ngao rồi về. Bị cá chép ngón này. Thôi cũng đánh cá đó. Ăn ngao. Tao mò ngao được cá sộp. Nó chùi cái đá cũng vựa. Con này to chưa con này. Ui con tôm chạy mất rồi. Mò con tôm. Đũa mò con tôm đi. Mày xem ủi nó bục. Mò kia không chưa. Ôi dồi, tao mò một lúc một nắm. Tao mắc vào cái lỗ này lên.
cả. Ai chết 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 chết. Ui được tôm này. Có cái đi mò đấy rồi tốt hơn đánh kích các bạn ạ. Chắc cái dọc này đấy nhỉ. Ui ui con này mày chưa ruột to bự. Công nhận mày mày. Mấy con to to đó, con nó bự à. Thôi về đi. Ngay đủ bữa đấy. Đấy. Nhiều con chết thế mới đây rồi. Con này con chết. Mình sống ấy, mình sống đây. Ừ, đúng không? Sống. Nó cứ đái ăn sống. Cái con nào mà con đái nó còn sống này. Sống. Ừ, này. Ôi trời ơi, con đái còn sống. Cứ cứ nhỉ. Này. Một đá. Ê con to đây. Con nào không ăn được. Này. Cứ con đái là con sống. Con này con đất à? Đất, đất, đất thế nào? Ôi, hồi xuống mò một con cá sộp mà lên được nhiều chai thế biết. Càng chai đẹp. Con này sống. Coi được một miếng không? Này. Về mùa xem có ngọc. Con này chết rồi. Mổ sẽ có ngọc trai không? Là con này sống hay chết? Thẻ lưỡi đây. Một tí đủ ăn. Ba con này. Này. Móc một thùi chăn ăn. Con gì to thế? Ôi trời ơi. Ôi hiếm đấy. Chứ con nào to bằng bàn dép nhỉ? Ở ao mới con to. Còn ở đây không con không to. Này. Ở ao thành ngao đất. To như là con đất đấy. Anh có khi nhiều nhỉ. Cái mồi trong một buổi sáng rất là đầy xô. Một lúc đầy xô. Thôi về đây. Chán ăn rồi nè. Còn đang còn sống này. Vớt thịt. Ồ. Nên cái vật xài vớt xuống như nó giống ngao ấy. Đấy. Cho xài nấu chua trong cho ngao nấu ăn được. Xài nấu với ngao á. Xài đúng ngao. Đau chua. Chết. Trái đẹp. Con nó bé nấu ăn mới ngon này. Ừ, có ngọt không nhỉ? Nó ngọt nước nào. Con này. Con là đậm nước. Còn này sống hay chết? À, sống. Nó nổi một cái đầu lên đây nhỉ? Nó cứ thò một cái đầu ở dưới đất lên.
con lấy cân để mấy chục năm san hô sẽ hết bám đầy vào mồm rêu cẩu nó bám đây nó cứ sống nó cứ thò một cái đầu này lên thôi nè các bạn này. Nó đây nhé, đậu đây đây này, nó chôn cái này xuống đất này, thấy không? Chỉ còn một cái đầu này lên trên thôi đấy, cái đầu này dưới đất này đấy đấy, thế nó vẫn sống được. Ngáo đẻ đúng không? Ai biết nó có đẻ không? Mày vài trăm nó có cái chỗ nào nó đẻ không? Không đẻ sao mà nhiều quá nhỉ? Mày chắc là đẻ trứng. Mày có trứng ngao nữa. À con nó đây. Mò một thôi thì cũng hàng hàng chậu ấy. Đến chiều gọi sinh cùng chín đi mò ngao. Ôi ngao đất. Cho Minu cũng mò. Thôi về đi. Ăn bảy rồi. Cái này là được bữa rồi. Một thôi thì hàng cân chứ một hàng mấy cân ngao này con nó to này. Cái chỗ nhìn cả nhỉ, đi đây cá thì ra đi vào ngao đợi nghi được nghe được nghe các bạn ạ, đi giờ đây đi cá chán đây giờ đi vào ngao rất nhiều ngao các bạn biết rồi. Tôi các bạn để thấy hay nhá, cho ông cháu tôi xin phần like, nhớ đăng ký kênh và nút chuông nhá. Tiếp tục mai các thia các bạn thích thì đi bờ ngao chứ không thì đánh cá nó khó. Đi bờ ngao thì nó mát.